Kênh Thế Giới Chưa Được Khám Phá xin chào các bạn. Hôm nay các bạn hãy cùng chúng mình tiếp tục khám phá một địa điểm tuyệt vời khác, đó chính là Tử Cấm Thành. Tử Cấm Thành là một trong những công trình kiến trúc cổ xưa và nổi tiếng nhất của Trung Quốc, được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1987. Việc người Trung Quốc xưa làm thế nào có thể xây dựng cả một quần thể khổng lồ này là một bí ẩn đối với các nhà khoa học trong thời gian dài. Hy vọng video sẽ mang lại những thông tin mới cũng như những trải nghiệm thú vị về du lịch và cuộc sống trên thế giới. Các bạn cũng đừng quên đăng ký và like để kênh có thêm động lực ra tiếp các video. Napoleon Hill đã từng nói, kiên nhẫn, bền bỉ và đổ mồ hôi là sự kết hợp không thể đánh bại của thành công. Các bạn hãy xem đến cuối video, chúng mình sẽ tiết lộ nhiều điều đặc biệt hiếm thấy của Tử Cấm Thành như tại sao nơi đây rộng lớn như vậy lại không có nhà vệ sinh, một người Việt Nam đã tham gia thiết kế Tử Cấm Thành, ông ấy là ai, ở phần cuối của video này. Tử Cấm Thành là gì? Tử Cấm Thành còn được gọi là Cố Cung, nằm ở trung tâm của Bắc Kinh, cũng là thủ đô của Trung Quốc. Cung điện này tọa lạc ở khu vực phía Bắc của quảng trường Thiên An Môn. Tử Cấm Thành được đánh giá là một công trình có quy mô hoành tráng nhất thế giới. Vì vậy, nhiều người khi đến với Trung Quốc đều muốn một lần ghé thăm nơi này. Để tìm được vị trí long mạch xây tòa thành này, các thầy địa lý giỏi nhất đã mất 3 năm tìm kiếm để tìm được long mạch cho nơi này. Tử Cấm Thành với sông Kim Thủy chảy phía trước và núi Vạn Niên trắng ở phía sau. Cung điện này có một trục chính chạy từ Bắc xuống Nam, chia toàn bộ cung điện thành hai phần. Phần phía Đông tượng trưng cho Dương, phần phía Tây tượng trưng cho Âm. Những cung điện quan trọng nhất đều nằm trên trục Bắc Nam ở trung tâm và các cung khác được sắp đặt đối xứng ở hai bên. Tử Cấm Thành được xây vào năm 1406, tức là vào thời Minh Thành Tổ, Chu Đệ. Ông là con của Hoàng đế Chu Nguyên Chương. Chu Đệ nổi tiếng là người có tài năng xuất chúng, kiệt sức và lỗi lạc. Chu Đệ cướp ngôi vua của cháu mình là Doãn Văn và lên làm hoàng đế. Vì muốn củng cố quyền lực cho mình, ông đã ra lệnh cho quần thần xây dựng một cung điện nguy nga tráng lệ nhất từ trước đến giờ, thậm chí quy mô của nó phải khiến cho hậu thế phải kính nể. Tử Cấm Thành có tổng diện tích là 720.000 m², là tập hợp của 800 ngôi nhà lớn nhỏ với 9.999 gian phòng. Tên gọi Tử Cấm Thành mang ý nghĩa tử trong tử cung hay tử vi cung, có ý nghĩa là màu tím, vì hoàng đế luôn xem mình là thiên tử, con trời. Nơi ở của thiên đế trên trời là tử cung, cung điện màu tím, nên nơi ở của hoàng đế dưới trần gian cũng là tử. Cấm Thành là khu thành cấm người dân ra vào. Trong hơn 5 thế kỷ, Tử Cấm Thành là nơi ở của 24 hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh. Vị vua cuối cùng trong lịch sử phong kiến Trung Hoa sống bên trong Tử Cấm Thành là Phổ Nghi và đã thoái vị vào năm 1912. Tử Cấm Thành là nơi mà nhiều triều đại vua chúa Trung Quốc sinh sống. Bí mật hậu cung của nơi này luôn là đề tài thu hút sự tò mò. Trong số những cung điện Tử Cấm Thành cho phép du khách tham quan, có một nơi không ai được phép tới, chính là Lãnh Cung. Hãy tiếp tục xem video, chắc chắn các bạn sẽ không ngờ bởi những thông tin tuyệt vời mà chúng mình sẽ chia sẻ tiếp theo. Tử Cấm Thành có ma không? Tử Cấm Thành đã tồn tại qua rất nhiều triều đại khác nhau và trong ngần ấy năm tháng, biết bao cuộc đấu tranh giành quyền lực, sự sủng ái của vua, quan, các phi tần và thậm chí cả của các cung nữ, thái giám đều diễn ra ở đây. Nhiều người đã phải chịu cảnh chết trong oan ức ở chốn cung đình này và có lẽ vì thế nên nơi này bị đồn có các chuyện ma quỷ diễn ra khi trời chuyển tối. Nhiều người kể từng chứng kiến các sự kiện kỳ quái diễn ra tại Tử Cấm Thành khi hoàng hôn buông xuống. Ví dụ vào một buổi chiều năm 1995, hai người lính đứng canh giữ tại Tử Cấm Thành kể lại đã bắt gặp một cung nữ không có khuôn mặt. Có du khách đã từng gặp đoàn thái giám và cung nữ đi xuyên qua họ, hay là những tiếng đàn trong hậu cung phát ra mỗi dịp đến rằm. Nhưng tất cả những chuyện kể trên đều không có ai chứng thực và chưa có khoa học vào cuộc. Vì vậy, dường như đó cũng chỉ là những lời thêu dệt, truyền miệng một cách để khơi dậy tính tò mò, thu hút du khách mà thôi. Còn bạn, bạn có tin có ma tại Tử Cấm Thành không? Các bạn có thể bình luận bên dưới để những người theo dõi kênh có thể hiểu biết hơn. Hãy nhớ rằng cuộc sống luôn đầy những bất ngờ, và câu chuyện tiếp theo chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ hơn nữa. Kiến trúc sư thiết kế Tử Cấm Thành là người Việt Nam phải không? Tử Cấm Thành được xây dựng dưới triều đại nhà Minh. Kiến trúc sư thiết kế Tử Cấm Thành là một kiến trúc sư người Việt tên gọi là Nguyễn An, còn gọi là Alu, quê vùng Hà Đông, Hà Nội. Các tài liệu lịch sử không ghi chép rõ năm sinh, một số tài liệu ghi là năm 1381. Ông mất năm 1453. Kiến trúc sư Nguyễn An sống trong thời nhà Hồ. Sau khi nhà Hồ bị đánh bại, quân Minh đã bắt cha con Hồ Quý Ly
và nhiều thiếu niên trẻ tứng tú sang Trung Quốc, trong đó có Nguyễn An. Nhờ tài chủ trí thông minh hơn người, ông được nhiều đời vua Minh trọng dụng và Tử Cấm Thành là một trong những công trình để đời của ông. Có thể nói, từ khâu lên ý tưởng thiết kế, phát thảo đồ án đến đào tạo nhân sự, chỉ đạo giám sát thi công, ông đều tham gia. Ông lấy ý tưởng từ chiếc lồng nuôi dế của mình làm nền cho kiểu kiến trúc có mái xếp tầng. Và đến thời điểm hiện tại, kiến trúc mái xếp tầng vẫn là biểu tượng đặc trưng của Tử Cấm Thành. Ngoài Tử Cấm Thành, kiến trúc sư Nguyễn An còn để lại nhiều công trình thiết kế và xây dựng quan trọng ở Trung Quốc như cửa Chính Dương hiện vẫn tồn tại, điện Thái Hòa, Trung Hòa và Bảo Hòa, cung Càn Thanh và cung Không Ninh, Quốc Tử Giám, tức Thư viện thủ đô Bắc Kinh vẫn tồn tại hiện nay. Rất nhiều bằng chứng khách quan đã tiếp tục khẳng định vai trò của kiến trúc sư Nguyễn An là kiến trúc sư thiết kế Tử Cấm Thành. Công lao của ông đã được lịch sử ghi nhận và người Việt Nam của chúng ta có quyền tự hào khi công trình kiến trúc cung điện nổi tiếng nhất thế giới của Trung Quốc hiện nay do kiến trúc sư người Việt thiết kế. Tiếp theo, các bạn hãy cùng chúng mình khám phá những điều thú vị và bước vào một cuộc phiêu lưu đầy màu sắc khác. Các điểm tham quan trong Tử Cấm Thành. Thứ nhất là cổng Ngọ Môn. Cổng Ngọ Môn là cổng thành ở phía Nam được xây dựng vào năm 1420, có 5 cửa. Cửa chính là một phần trong con đường đế vương, con đường chỉ dành cho hoàng đế đi lại. Phần trên của Ngọ Môn là lầu cát rộng 9 gian và sâu 5 gian. Thứ hai là Điện Thái Hòa. Điện Thái Hòa thường được gọi là Điện Kim Loan. Đây là một trong những nơi đẹp nhất trong Tử Cấm Thành, tượng trưng cho quyền lực của các vị hoàng đế Trung Hoa. Vào thời nhà Minh, nơi đây được sử dụng để thiết triều và văn hóa quan bàn luận chính sự. Điện Thái Hòa là nơi hoàng đế tổ chức các buổi lễ trọng đại. Thứ ba là cung Càn Thanh. Cung điện Càn Thanh được xây dựng từ bộ đá cẩm thạch gồm 2 phần, 9 phòng và có tới 27 chiếc giường để hoàng đế nghỉ ngơi mỗi đêm. Tuy nhiên vào thời Khang Hy, cung điện trở thành nơi xét xử, đón các sứ thần, tổ chức yến tiệc. Xung quanh cung Càn Thanh còn được chạm trổ vô cùng tinh xảo, làm nơi chiếu chỉ và thực hiện phê duyệt các công văn của triều đình. Hình rồng uốn lượn tinh tế chạm khắc bên trên với tấm biển chính đại quang minh thể hiện sự đường hoàng, ngay thẳng của các vị vua. Thứ tư là cung Khung Ninh. Cung Khung Ninh được cho là một trong ba nơi chính nhất của hậu cung, xây dựng từ năm 1420. Cung điện gồm 9 hành lang, 3 phòng lớn và bên trên lợp mấy lối lưu ly quý hiếm. Cung Khung Ninh vốn là nơi ở của các hoàng hậu dưới thời nhà Minh, nhưng sau đó đến thời nhà Thanh chuyển thành nơi dưỡng tâm điện cùng với các vị hoàng đế. Thứ năm là Ngự Hoa Viên. Ngự Hoa Viên được xây dựng với quy mô trên 11.000 m2, xung quanh có những cây cổ thụ lên tới hàng trăm năm tuổi. Đến đây, bạn sẽ vô cùng dễ chịu và thoải mái khi vừa đọc sách vừa ngâm thơ và ngắm trăng. Những chi tiết đặc biệt đang chờ đợi bạn ở cuối cuộc hành trình này. Hãy tiếp tục lắng nghe để tận hưởng những điều tuyệt vời. Những điều đặc biệt nhất của Tử Cấm Thành. Tử Cấm Thành là bảo tàng được du khách viếng thăm nhiều nhất trên thế giới, với số lượng trung bình hàng năm là 14 triệu lượt người, hơn gấp đôi bảo tàng Louvre nổi tiếng ở Paris, Pháp, được xếp thứ hai với hơn 7 triệu lượt người mỗi năm. Có thể nói rằng đây là bảo tàng bận rộn để đón khách du lịch nhất thế giới. Tử Cấm Thành được xem là cung điện bằng gỗ lớn nhất thế giới, với giá trị ước tính hơn 70 tỷ đô la Mỹ. Tử Cấm Thành là cung điện và phần bất động sản đắt đỏ nhất trên toàn thế giới. Tử Cấm Thành được biết đến là nơi lưu giữ các bảo vật quý giá của triều đại nhà Minh Thanh lớn nhất thế giới. Nơi đây lưu trữ và trưng bày hơn 1 triệu cổ vật. Mỗi năm hàng triệu du khách ghé thăm bảo tàng trong Tử Cấm Thành để chiêm ngưỡng những cổ vật quý giá của vua chúa Trung Quốc thời phong kiến. Số cổ vật này được xem là một kho báu khổng lồ của Trung Quốc, được lưu giữ qua nhiều thế kỷ. Dù có niên đại hàng trăm năm tuổi, nhưng đa số bảo vật đó còn gần như nguyên vẹn. Vì sao Tử Cấm Thành vẫn khô ráo khi xung quanh ngập lụt? Tử Cấm Thành chưa một lần bị lụt lội trong lịch sử hơn 600 năm. Sân của Tử Cấm Thành được lát bằng những viên gạch đá xanh, giúp cho mặt sân dễ thấm nước mưa hơn. Bên dưới lớp gạch đá xanh là một lớp đất rất dày, có thể hấp thụ được một lượng nước lớn, giống như việc đặt một miếng bọt biển khổng lồ xuống dưới đất. Hơn nữa, trong tất cả các sân của sân điện, các phòng đều có rãnh thoát nước mưa được chạm bằng đá hình đầu rồng. Khi trời mưa, hàng nghìn chiếc đầu rồng này đồng loạt phun nước chảy xuống các kênh nhỏ và đổ về sông Kim Thủy. Đừng bỏ lỡ phần cuối cùng, nơi mọi thứ sẽ được giải đáp và mở ra những chân trời mới mẻ để khám phá. Những điều ít ai biết về Tử Cấm Thành. Trước đây, do phép tắc cung cấm, quy chế ngặt nghèo, những bí mật trong nội cung của Tử Cấm Thành luôn gây ra sự tò mò và là đề tài bàn cãi không dứt trong nhiều thập kỷ. Giờ đây, khi các nhà khảo cổ, các nhà nghiên cứu bắt tay vào việc khám phá Tử Cấm Thành, thì những bí mật nơi chốn thâm nghiêm mới dần được hé lộ, gây nhiều hứng thú đối với du khách trong và ngoài nước.
Thứ nhất là lãnh cung nằm ở đâu trong Tử Cấm Thành? Theo ghi chép của các nguồn sử liệu, Tử Cấm Thành không xây dựng lãnh cung tại một địa điểm cố định nào. Lãnh cung bên trong Tử Cấm Thành chỉ đơn giản là một căn phòng tối dùng để giam lỏng hậu phi. Vị trí cụ thể cũng thay đổi qua mỗi đời nhà vua. Ngày xưa, Tử Cấm Thành là cung điện dành cho nhà vua và gia quyến, không ai được phép ra vào, dân thường cố tình vào đây sẽ bị xử tử. Thứ ba, Tử Cấm Thành không có nhà vệ sinh. Hàng chục ngàn người sống trong cung điện rộng lớn này, từ những người có quyền lực cao nhất như nhà vua, thái hậu cho đến các phi tần cung nữ hay thái giám đều sử dụng các vật dụng vệ sinh di động như chậu hay thùng, gọi là quan phòng hay là cung phòng. Quan phòng được làm bằng gỗ đàn hương, bên trong chứa tro của loại gỗ này. Khi chất thải rơi xuống, tro gỗ sẽ bám dính vào bề mặt và ngăn mùi hôi phát tán. Cung phòng thì cũng tương tự, nhưng mà dạng là một cái chậu gỗ bình thường dành cho các cung nữ. Khi chất thải rơi xuống, tro gỗ sẽ bám dính vào bề mặt, ngăn mùi hôi phát tán. Tuy nhiên, tro gỗ đàn hương không thể cản hết mùi, nên thái giám sẽ cho vào đó một ít cánh hoa và hương liệu để khử mùi. Ông Donald Trump là tổng thống Mỹ đầu tiên dùng bữa tối cấp nhà nước tại Tử Cấm Thành kể từ khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập vào năm 1949. Cuối cùng, thiết kế của Tử Cấm Thành chống được động đất đến 10 độ Richter. Dù đã có hơn 600 năm tuổi, trải qua hơn 200 trận động đất, Tử Cấm Thành vẫn không bị ảnh hưởng. Các nhà khảo cổ đã phân tích kiến trúc của Tử Cấm Thành, sau đó tiến hành xây dựng mô hình và thử nghiệm mô phỏng một trận động đất lên tới 10,1 độ Richter. Dù cường độ động đất rất lớn, khiến cho các viên gạch của Tử Cấm Thành sụp đổ, tuy nhiên phần khung vẫn rất bền vững. Các bạn là những khán giả tuyệt vời và chúng tôi tin rằng các bạn sẽ rút ra được nhiều điều hữu ích từ video này. Tử Cấm Thành không chỉ là niềm tự hào của người dân Trung Quốc mà còn là sự ngưỡng mộ của thế giới. Với vẻ đẹp thâm nghiêm, tráng lệ và tinh xảo, Tử Cấm Thành thật xứng đáng là một viện bảo tàng hiện đại về văn hóa lịch sử và nghệ thuật cung đình của hai triều Minh Thanh và làm khối quần thể kiến trúc hùng vĩ và bậc nhất thế giới. Với những kỷ niệm và trải nghiệm này, hãy nhớ rằng cuộc sống là một cuộc phiêu lưu vô tận và thế giới đang chờ đón chúng ta với nhiều điểm đến thú vị khác. Nếu cảm thấy kênh chia sẻ thông tin về du lịch và cuộc sống có giá trị, các bạn đừng quên nhấn nút like và subscribe để kênh có nhiều động lực ra video hơn. Hãy tiếp tục theo dõi kênh để hiểu biết hơn về các địa danh khác trên thế giới. Cuối cùng, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các bạn khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình này. Chúc các bạn có một cuộc sống tràn đầy màu sắc và nhiều niềm vui từ những thứ giản dị xung quanh. Xin chào và hẹn gặp lại.